Nắng mưa là bệnh của trời, phong thấp đau nhức làm đời bức vui. Công ty dược thảo Princess Lifestyle, bác sĩ Morita với kỹ thuật Đông Tây y để nghiên cứu thành công thuốc Flexlin số 23 và thuốc Autolin số 82 phong thấp đau nhức, được các giới danh y và trên hàng triệu người sử dụng công nhận hiệu quả độc đáo nhanh chóng, là một sản phẩm cao cấp tiêu thụ nhiều nhất trên thị trường. Thuốc Flexlin và Autolin bào chế với kỹ thuật tân tiến đạt tiêu chuẩn GMP Hoa Kỳ, kết hợp nhiều dược thảo quý hiếm tinh chất vừa bổ vừa tả, giảm đau, sưng, bổ xương, kinh mạch điều hòa, máu huyết lưu thông, phục hồi sự tổn thương đau đớn do phong thấp gây ra, giúp trị ngừa các loại bệnh phong thấp đau nhức kinh niên, đau khắp cả người, xương sống, thắt lưng, mỏi vai, đầu gối, viêm khớp, rỗng xương, xốp xương, vật bẻ. Đặc biệt giúp giảm đau sưng cứng đỏ, tê tê chân, bắp thịt cân cốt, co rút, đi đứng khó khăn. Thuốc Flexlin Autolin được bán khắp Hoa Kỳ và Canada. Công ty dược thảo Princess Lifestyle, bác sĩ Morita giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Giá chỉ 29 đồng, free shipping cho Hoa Kỳ. Chi tiết đặt hàng xin gọi 1866 328 3434 hoặc vào ishopLSTV.com.